everyone. My name is Win. Today, together with me are... Hello, my name is Kingam. Hello, my name is Roger Mu. We are your ESP Sport Day 2014 host. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Ngọc và hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn những thông tin mới nhất về những sự kiện đang diễn ra tại Sport Day của ESP 2014. Và trong ngày hôm nay thì 3 môn thể thao sẽ được diễn ra. Môn thứ nhất sẽ là một môn bóng rổ. As we just saw, green team and yellow team had a neck-to-neck competition. But in the end, yellow team led by Psycho had better of the green team. Hello everybody, welcome to today's sport day, day 6. So I'm going to ask our captain of yellow team. So, hi, my name is Abhishek and I'm from yellow team. Hi Abhishek, then I'd like to ask you, what's your strategy for today's game? Well, today we have a first match against red team. So we know that their team is quite strong and we also have some good players. So I think it will be a good match and we are trying to do our best to go to the final tomorrow. Okay, Abhishek, thank you very much. Thank you. Hello everyone, my name is Jacob and we have a few players from the green team. I'd like to ask them a few questions. What's your name? My name is Andy. I'm from Michigan Finance and I'm very happy today to play for green team. I'm Lucas. I'm studying BABM, business management, and I'm so happy for studying today. And play now, I will be the champion. My name is Tang. I'm studying at Advanced Diploma in Hospitality and Tourism. I'm so happy to play here. And then I'm gonna try my best to defeat the Blue House. Fighting! I'm Matt and I'm studying Bachelor of Hospitality Management. Hi everyone, we're back with the green team here again. They won the blue team, so I'll ask them a few questions here. So I'll ask you first. So how do you feel after winning the blue team? Alright, we just play a game with the blue team. They are quite tough, but maybe we tried better than them, so we got quite a lot of goals. But we really, really happy when this is this is the first match of the sports day and the first match of our games, and we feel very happy to beat them. Okay, thank you very much. And 你是中国来的吗？ 对，我是。我要问你几个问题，就你对赢了蓝队有什么感想？ 首先我要感谢我所有队友的一个努力团结才赢了蓝队，然后也感谢我们的队长的一个领导，因为他队长团结我们，然后鼓励我们，并且开始我们比赛的时候有点紧张，但是在队长和我们队友一起努力下，我们克服了这个紧张，并且赢得比赛。然后我还要感谢蓝队的一场贡献，因为这是一场精彩的比赛，谢谢。 Hey guys, we just experienced an ultimate thriller in the futsal match between the yellow team and the red team. The match first ended as a tie with the score 2-2. After the extra time, the winning team remained undecided as the score froze at 3-3.
penalty shootouts after a nail-biting experience. The yellow team won the match with score 3-1. Hello everyone, I'm with the yellow team right now. So, how do you feel? Well, we feel great, we're exhausted, but very happy to win our first match against Red. It was a really tough match. After the first half, it was 1-1, then it became 2-2, and finally we won the match in the penalty shootout. Our goalkeeper there, he did an excellent job. Green in the final now, and let's see your best team will win. Okay, but go Dragons! Congratulations! So. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.